chia sẻ với các bạn một cái bài báo nói về cái việc ngăn chặn việc bán bảo hiểm bằng cách thao túng cảm xúc theo các nạn nhân này, đứt gánh giữa đường với bảo hiểm, và nhiều nhân viên tư vấn rất giỏi để đánh vào cái nỗi sợ hãi của con người và rất giỏi về thao túng tâm lý, sự hiểu biết thiếu hiểu biết của người mua về kiến thức tài chính phức tạp, và nhất là đánh vào sự cả tin. Các bạn nào cẩn thận về khi mà trước khi các bạn mua bảo hiểm nhân thọ nhé. Ngoài ra còn có việc mà mua bảo hiểm qua người quen và được chăm sóc chu đáo và trước khi đặt bút ký hợp đồng. Đấy, qua người quen này rất nguy hiểm. Khi mà các bạn đã nó chốt được con mồi rồi thì chắc là các bạn để mà liên lạc cũng rất là khó. Đấy, nó là như thế. Các vấn đề như sau này thì nó chỉ nhân viên tư vấn bảo hiểm ấy, nó chỉ muốn là nó chốt được các hợp đồng thôi. Đấy, mà muốn được nhiều doanh số, và nhiều doanh số đương nhiên là nó sẽ có thưởng rất là cao. Đấy, các bạn về mua thì các bạn phải để ý kỹ về các vấn đề là các mục trong về bảo hiểm. Đấy, và bảo hiểm có nhiều cái mục hợp đồng ký rất là nặng nhằng khó hiểu. Nếu các bạn không hiểu chỗ nào thì các bạn phải cần sự tư vấn của người nhà có hiểu biết hơn để tư vấn tham vấn cho mình biết các bạn nhé. Và khi có ý định mua bảo hiểm nhân thọ thì cần phân biệt rõ ràng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với những cái sản phẩm đầu tư tài chính phức tạp mang mác bảo hiểm nhân thọ, và ngược lại. Các gói của bảo hiểm nhân thọ thì bây giờ nó ra rất là nhiều các gói khác nhau. Đấy, kể cả các gói đầu tư về liên quan đến cả chứng khoán như các kiểu. Đấy, do đó các bạn phải tìm hiểu kỹ những cái gói nào mà thực sự nó có thể nó mang đến cái lợi ích cho mình. Đấy, đầu tư có thể bảo vệ mức độ vừa phải thôi, không phải bảo vệ nó quá nhiều, và bảo vệ cái mức độ mà mình cho phép, cái mức lương của mình. Mức lương thấp quá thì tôi khuyên các bạn thì cũng không nên mua bảo hiểm nhân thọ làm cái gì. Đấy, các bạn ở mức lương khá thì các bạn có thể là mua, nhưng mà các bạn phải xem xét cái mức phí để bổ sung rất là cao. Đấy, cái phí bổ sung mất đi hàng năm ấy, các bạn sẽ được lợi những cái gì đấy, và thiệt những cái gì, các bạn cần phải nghiên cứu kỹ. Và với các trường hợp người mua thì điều gì để mà lo lắng cho tương lai, như là làm mẹ đơn thân, nuôi mẹ già, con nhỏ, gia đình đơn chiếc, người tư vấn sẽ tô đậm đấy. Những cái người này thì cần phải cảnh giác nhé, vì người tư vấn ở bảo hiểm mà sẽ tô đậm cái yếu tố bảo hiểm nhân thọ. Với những người mà có lòng tham, người tư vấn sẽ nhấn mạnh vào yếu tố đầu tư sinh lời đấy. Do đó là nó tư vấn nó rất hiểu cái tâm lý của mọi người đó, mọi người phải tỉnh táo lên. Mình tiền túi của mình cơ mà, mình bỏ tiền túi ra mình mua hay không đấy, mình rút hầu bao ra đấy, đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình là mình phải làm sao mua cho nó đúng đấy, cho nó chuẩn người đấy. Các bạn nhé, cân nhắc cái vấn đề này và nhìn vào cái thực tế tình hình chung của thị trường bảo hiểm này. Ông Trần Nguyên Đán, giảng viên bộ môn bảo hiểm và cái rủi ro tài chính ở trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh nhận định có một thực trạng đang tồn tại nhiều năm nay là nhiều người bán bảo hiểm bằng việc thao túng cảm xúc. Đấy, việc thao túng cảm xúc này, khách hàng mua bảo hiểm vì quá tin tưởng người đại lý chứ không phải do đã được tư vấn rõ ràng và hiểu biết về quyền lợi và các nguyên lý của bảo hiểm. Đấy, khi mà các bạn tin tưởng quá vào cái người mà làm cái đại lý đấy, các bạn thấy người ta đi ô tô, thấy người ta ăn mặc comly calavat như kiểu đa cấp đấy, thì các bạn nghĩ là người đó là thành công, tiền nhiều, nói gì các bạn nghe đấy. Nhưng mà thực tế là không phải như thế đâu các bạn ạ. Các bạn cần phải cân nhắc kỹ đấy, về cái vấn đề bảo hiểm và quyền lợi các bạn được hưởng như thế nào. Chứ các bạn đừng nhìn người mà các bạn mua ký vào đấy, bút xa gà chết các bạn ạ. Và những cái điều này cũng cho thấy cái tồn đọng các kẽ hở trong đào tạo. Nhiều người học lấy cốt, tức là lấy cái mã số đấy các bạn ạ. Bây giờ nó hiện tại là nó đang tuyển bảo hiểm nhân thọ, đang tuyển, nó dùng cái chiêu thế này này các bạn ạ. Nó tuyển rất là nhiều người đi học đấy, và mỗi cái người đi học này thì là sẽ ra được một cái bộ bảo hiểm cho họ đấy. Nó đào tạo kiểu dạng như thế. Các bạn đi học và các bạn lấy mã cốt, có những người làm được và có những người không làm được. Nhưng mà khi mà các bạn học mã cốt về thì các bạn sẽ kéo theo anh em họ hàng nội tộc của nhà các bạn là tham gia tất đấy. Khi mà hết rồi, hết nguồn rồi thì các bạn sẽ không có ai để mà các bạn để tư vấn nữa. Lúc đấy các bạn sẽ biết làm thế nào đấy, các bạn lại phải đi tìm cái mối mới rất nhiều cái đấy. Mà các bạn không tìm được mối mới thì các bạn này, cái bảo hiểm này, trong cái nghề bảo hiểm này nhá, tôi nói với các bạn thế này, nghề gì cũng có những cái mà nó mang tính chất là nó không được hay cho lắm đấy. Cái nghề nào cũng thế, nó cũng có một cái vấn đề đấy là như thế đấy. Vấn đề như là bây giờ các bạn mà không tìm được ký khách để ký hợp đồng, ví dụ như các bạn nữ mà đi làm thì đương nhiên các bạn muốn ký hợp đồng với ông kia đại gia thì các bạn làm thế nào đấy, nên nó rất nhiều cái cám dỗ ở trong cái đấy, cái vấn đề đấy đấy. Ký một ông đại gia rủ các bạn đi nhà nghỉ khách sạn, các bạn có đi hay không đấy.
đi ra hợp đồng. Đấy, cái nghề bảo hiểm này cái nghề sẽ sinh ra rất nhiều những cái mà tiêu cực. Đấy, mà cám dỗ nó rất là nhiều. Do đó là các bạn làm đấy thì nói chung là các bạn cũng phải cẩn thận về cái vấn đề đấy. Mà đào tạo cái thời gian trong vòng chỉ chắc 2 đến 3 ngày thôi là đã đi thi. Và đi thi thì sau đó được cấp một cái mã số đấy. Đấy. Cái mã cốt đấy. Với mục đích để đẩy doanh số thì người bán bảo hiểm siêng năng học thêm các lớp kỹ năng mềm, đấy, thuyết phục để chiếm được lòng tin và tình cảm của khách hàng. Họ không mặn mà học thêm những kiến thức về bảo hiểm vì khô khan khó học. Đấy. Các kiến thức về bảo hiểm thì học thì ít. Đấy, nhưng mà cái kiến thức mà đi học mấy cái thằng diễn giả nói phép ấy nhiều ấy. Đấy. Toàn nữa học cách làm giàu các kiểu thì lại rất là nhiều. Đấy. Toàn đi học những cái lớp đấy thôi. Đấy, các bạn cũng phải cân nhắc về cái vấn đề đấy. Đấy, để mà xem khi mà những cái người mà tư vấn như thế thì họ đương nhiên họ đi học cái thế để mà họ chốt của cho các bạn, chốt khách hàng cái con mồi để mà các bạn vào ký vào để các bạn mua. Và bên cạnh tư vấn bảo hiểm là những cái bảo hiểm thì rất khó chốt hợp đồng. Đấy, bên cạnh đó nhá, nếu mà tư vấn bảo hiểm là bảo hiểm thì rất khó chốt hợp đồng. Đấy. Và để dễ bán hơn, người đại lý mập mờ tư vấn bảo hiểm như một sản phẩm đầu tư sinh lời cực cao. Đây là nó đánh vào cái lòng tham của con người các bạn nhé. Thằng nào tham mà thằng ấy chết. Và trong khi đối với sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư thì điều đầu tiên phải giúp khách hàng hiểu rằng đây là bảo hiểm đầu tư chỉ là phụ. Đấy. Và lợi nhuận từ đầu tư là không đảm bảo, bằng chứng là trong hơn một năm nay nhiều cái khoản đầu tư của các công ty bảo hiểm là thua lỗ nặng. Đấy. Đó là các bạn là chú ý. Mục đích thực sự của nó là bán bảo hiểm. Đấy. Còn đầu tư nó cũng chỉ là cái phụ họa thêm thôi các bạn ạ. Đó, các bạn cần phải cân nhắc kỹ nhá. Đấy. Tại vì bây giờ nó cũng là người đi làm ăn mà đầu tư mà. Nó cũng phải nghĩ ra cái nhiều cái gói để cho các bạn mua, để các bạn làm vào đấy, kết hợp vào đấy. Đấy. Nó là như thế. Và do đó cần ngăn chặn việc bán bảo hiểm nhân thọ bằng cách thao túng cảm xúc thì không đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Đấy. Đấy, các bạn về mua bảo hiểm nhân thọ thì các bạn mới phải tìm hiểu kỹ các vấn đề về phụ lục, về quyền lợi của các bạn được cái gì và các bạn mất cái gì thì các bạn hãy mua nhé. Và một năm các bạn bỏ ra mấy chục triệu mới mua thế thì các bạn mức thu nhập của các bạn ra làm sao đấy. Và quyền lợi của các bạn sẽ được hưởng nhiều thì các bạn nên mua, còn đâu nếu mà được hưởng ít thì theo tôi cũng không cần thiết phải mua. Xin chào các bạn.